két sắt Hòa Phát KS110 K1DT là sản phẩm chính hãng do Hòa Phát sản xuất. Két sắt có tính năng chống cháy, chống trộm và bảo mật rất là cao. Đây là bảng mã điện tử, có thể bấm được số để mở két sắt, và ở dưới là khóa chìa. Đấy, hai cái này kết hợp với nhau để bảo vệ két sắt được an toàn hơn. Đấy, két sắt thì có màu là màu ghi xám. Về thông số thì két sắt này có chiều cao là 68 cm, chiều ngang là 48 và cái chiều sâu bên trong là 56, khối lượng là 110 kg. Với cái kích thước này thì rất là dễ dàng cho công ty, gia đình và doanh nghiệp sử dụng để bảo vệ giấy tờ, tài sản, đặc biệt là kế toán, ngân hàng rất là hay sử dụng cái mẫu này. Vì nội thất bên trong của két rất là rộng, nó để giấy tờ rất là thoải mái. Để mở két sắt thì các bạn có thể bấm thăng này, bấm mã số, ấn thăng, nhấn open thì gạt tay cầm lên để mở két. Các bạn thấy để ý thấy là bên trong két sắt được chia làm 3 khoang. Một ngăn kéo có khóa bên dưới và hai khoang ở bên trên có thể để được giấy tờ thoải mái cả dọc cả ngang. Thân két thì rất là dày, có thể chống được trộm, cậy phá do được cấu tạo là bằng 3 lớp. Một hai lớp thép ở bên ngoài và ở giữa là cái bê tông chống cháy giúp chống khoan phá rất là tốt. Về các cái chốt khóa thì có 3 chốt tĩnh ở bên trong và 3 chốt động ở bên ngoài bằng inox. Cánh két thì dày khoảng 1,5 cm. Đó, cánh đúc và đảm bảo là chống trộm, khoan phá, cậy phá rất là tốt. Đây là mẫu két sắt được sử dụng nhiều cho gia đình, văn phòng và công ty. Các bạn có thể đặt mua két sắt Hòa Phát KS110, K1C1, K1DT tại cửa hàng, gọi điện trực tiếp hoặc là đặt hàng qua website. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào.